Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với Godfall Legend. Vâng, bỏ lâu quá anh em lại bảo là anh bỏ game à, bỏ CF các kiểu. Vâng, sao mình bỏ được? Nàn ý. Ui dồi ôi, hôm nay thì cũng chả biết làm cái khẩu gì. Tại vì Godfall Legend thì nó cũng không có update cái gì mới. Súng cũng thế. Vâng, hôm nay vào game thì thấy cái khẩu này nó tặng cho một ngày. Cảm thấy cái khẩu này nó cũng khá là bá đạo và cover cận chiến rất là tuyệt vời, nên em nó sẽ được lên sóng. Rồi tơ nó bắt đầu ngửi thấy mùi của mình rồi. Sau cái mùi của mình nữa, thơm thế nhỉ. Rồi lì thì lao vô lại. Cái định mệnh gì đấy bạn y tá ơi? Hôm nay mình biết là free y tá rồi, các bạn cũng không cần phải ào ạt và hổ báo đến như thế đâu. Các bạn sẽ được từ từ lên TV hết cả thôi. Rồi, gì cơ? Chạy. Lầy thì chạy này, thôi xong rồi. Nó không quên lấy mất cái giáp của mình rồi. Nhưng không sao, còn có 7 con thôi. Tơ thì đã nằm xuống rồi. Vâng, một mình tao chấp hết. Ok. Anh em đâu? Đúng rồi. Lầy thì lao ở đây. Lao vào đây. Gì đây? Đứng một chỗ hưởng thụ à? Úi dồi ôi, một phát, một kill. Làm gì mà căng. Biết bạn cầm thêm cái lưỡi hái là trâu hơn một tí rồi, nhưng cũng phải chết thôi. Còn đâu nữa? Một thằng nữa thôi. Bạn ơi, bạn ở đâu rồi? Bạn ở đây rồi thì bạn phải nằm xuống thôi. A hi hi. Cái gì mà bị cận chiến? Ok, có rất nhiều bạn trong cái phòng này không biết bị cận chiến là như thế nào, đang thắc mắc. Vâng, bị cận chiến mà không biết như thế nào nữa thì thôi. Ok. Quẩy lên nào. Yo, lung linh là phải lên luôn. Oh yeah. Bấy bề. Đâu rồi? Ui dồi ôi. Zumbai nó cứ mặc định theo kiểu là bị biếm một cái được đứng im luôn ý. Khó hiểu thật. Còn như anh Tơ còn cố gắng này. Hay quá. Một quả lý thông từ phía sau và đã thành công rồi. Ui dồi ôi, thằng kia bị cào nó cũng ngáo ngơ luôn. Nó đứng im luôn. Lầy thì lên TV đi, cho đỡ phải chơi. Hại tay, hại sức khỏe. Ui nhấp nháy này. À nhấp nháy này. Ơ kìa, bay qua tới đây thì đã thấy nó ngã ngửa rồi. Ui dồi ôi, vãi nổi. Vâng, bắn như thế để nó mút ạ. Phí quá. Cái định mệnh nó lừa. Vâng, mình thấy nó bắn không lên đam, mình cứ để cho nó bắn. Thế là nó cái luôn kill. Cái gì vậy? Bình tĩnh bạn ơi. Lầy thì mút lầy. Thằng này nó mút kêu gắt vậy. Nó mút hết cả phòng rồi. Cái trận đấu trôi qua nhanh thế. Anh ân ấy tệ. Ui dồi, có người biết mình rồi. Vâng, chuẩn bị hiếp tập thể rồi. Ok fine. Các bạn cứ bơi hết vào đây ạ. Vâng, mình sẵn sàng giang tay chào đón các bạn. Vâng, nhầm. Giang rìu chào đón các bạn. Các bạn cứ bơi hết vào đây. Vâng, ai có phẫn nộ hay gì. Ơ sao lại thoát rồi. Ơ kìa. Cái định mệnh. Vâng, cứ tưởng là ân kìa là sẽ là sắp bị hiếp đây. Nhưng thế đếch là nó thoát hết. Rồi một bạn mới vào chưa hiểu chuyện gì. Vào đây bạn ơi. Đúng rồi. Ừ rồi. Hay quá. Đấy, nó cứ như này thì có phải là dễ không? Vâng, một trận trải qua cực kỳ nhanh. Nốt nào. Ui dồi, cái thằng RPK nhá. Kết thúc nào. Tôi thấy mặt mình AFK thế này thì thôi chứ. Lầy đi, KS lầy. Chắc có lẽ nốt trận này mình phải qua phòng khác thôi. Chứ bắn như này thì nhanh quá. Cứ thằng nào bị cao là cứ auto AK thì thôi chứ bắn cái gì.
Ok. Vâng, thấy cái mặt ân mà AFK hết thế kia thì khổ. Ui rồi ôi. Trận này phải cho bọn này biết cái mùi hero nó như thế nào chứ. Cái phòng mà AFK miết thế này thì làm sao mà có hero mà chơi được. Úi rồi ôi, đen thôi. Lần sau thì chọn chỗ đứng đẹp đẹp hơn một tí nhá. Rồi. Vâng, bạn tiếp theo. Ơ, chạy đâu ấy? Chạy đâu ấy? Chắc bị rớt. Rồi, còn một con hero. Vâng. Hãy thỏa mãn với cái con hero của bạn đi ạ. Vâng, tại vì một lát nữa thì bạn đi luôn. Ok. Ok, mình phải sang phòng khác đây. Cái phòng lúc nãy thì thực sự nó chán lắm. Vâng, nó cứ thoát hết thằng này đến thằng khác thôi. Khổ. Vâng, ân thôi mà, làm gì mà căng. Ở lại mà bắn cho vui chứ. Người ta ăn thịt, ăn tươi nó sống đâu. Người ta chỉ đợi các bạn chạy vào cái vòng tay của ân thôi mà. Làm gì mà căng. Vòng tay mình thì bao rộng nhá. Ôm tất. Gì đây, đưa tiền nhỉ. Ôi trời ơi, cái gì cơ? À, bị lag rồi. Sorry nha. Thôi mình té đây. À khoan. Đấy, phải cho nhấp nháy cơ. Lát thì người ta xuống giao cấu. Ok. Ok, thằng này bét lừa tình đây. Lần này phải cho thằng này biết cái mùi lừa tình là không được. Ui rồi ôi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Biến rồi. Ok. Rồi. Biến này. Chạy thôi. Ăn được thằng tơ rồi. Cái tội lừa tình. Bạn nghĩ bạn là ai cơ? Hai thằng này nữa, một thằng nhấp nháy, một thằng không nhấp nháy. Vâng, tất cả đều sẽ nhấp nháy cả thôi. Rồi, ơ kìa, nhầm nút. Đi luôn. Ui rồi ôi. Bạn dơm non hơi bị đáng tích nha. Bạn đi qua trước mặt như thế không cào được. Bạn y tá chửi vào mặt nó đi ạ. Nhấp nháy rồi. Nhấp nháy rồi mà còn cố này. Ui rồi ôi. Ý, lừa tình ai? Vâng, hero không biến thì hơi phí. Ngu gì? Quả đấy lỡ mạng mình bị lag thì sao? Ai chơi ngu đâu. Lên này. Ý, một phát thôi. Lên tivi hết. À, bình tĩnh. Làm gì mà căng. Bơi lên đây. Bơi lên đây lại. Ui dồi ôi, hủy diệt chết rồi. Thì các bạn này dễ giết lắm. Nhấp nháy nữa. Này thì cố này. Rồi. Anh ân đi nào mọi người. Ui dồi ôi. Bơi hết vô đây. Với lại em là fan của anh. Ok, chào bạn fan nha. Yêu bạn nhiều. Tim tim này. Nếu bạn là fan mình thì hãy lại đây bút bút kêu cho mình đi. Tí nữa thì nhầm sang chữ bút cu rồi. Khổ. Ui rồi ôi. Đâu đây? Quẩy lên nào. Anh em đâu? Bơi hết vào đây. Anh em đâu? Chạy đây nào. Quẩy lên. Mà mình nghĩ trận này chắc cũng ít zombie rồi. Có bốn con à. Bọn kia thì cứ thủ trên cái khu vực thủ hàng cơ. Ui rồi. Cái gì đây? Cái mặt thằng tơ kìa. Nó xấu quá à. Xuống đi bạn ơi. Ui rồi ôi. Mình bảo bạn nhảy xuống mồi nó chạy ra chỗ khác. Không có nghĩa là bạn gia nhập team zombie. Khổ thế không biết. Nhảy qua đây. Cái gì vậy? Nhảy đi. Cái gì vậy? Cút kêu à? Ok. Em thank you so much. Thành. Ok, định mệnh. Sao chém 3 phát mới chết nhỉ. Hư cấu.
Ok, cảm ơn bạn đã AFK để mình mút được một kill nhá. Thank you. À đây rồi. Ui rồi ôi. Nhấp nháy là phải chém. Đâu rồi? Ơ? Nó chạy đâu rồi? Nhanh vậy rồi. Đúng rồi, đến đây, đúng rồi, anh em đâu? Mình không thấy đâu. Các bạn cứ qua đi. Ui, tôi dòng rồi, tôi dòng rồi. Tôi dòng rồi. Ok, bye bye tất cả các bạn nhé. Bị hiếp sấp mặt đầu.